Vâng, lời nói đầu tiên cho Viện Xanh gửi đến anh chị em cô chú lời chào thân thương nhất. Và sau đây Viện Xanh xin trình bày nhạc phẩm Mẹ tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Huy. Tôi những lúc tôi buồn, nếm với tôi cay đắng tôi hận. Lúc tôi cười mẹ còn vui hơn, cả cuộc đời của mẹ là con. Mẹ tôi bước với tôi những bước chân đầu, té tôi đâu mẹ gặp trăm lần. Lúc tôi cần là mẹ bên tôi, lưng khuôn rồi ngờ còn trông nôi. Mẹ ơi, con lưng lên giữa một vòng tay, những yêu thương con chưa thiếu một ngày. Lúc vui buồn của một phút con trai, mẹ là cha mà con mơ tìm thấy. Vất vả ngược xuôi cho hôm nay con hát giữa mọi người. Sau ánh đèn con chỉ có mẹ thôi, cảm ơn mẹ hy sinh cả cuộc đời. Tôi những lúc tôi buồn, nếm với tôi cay đắng tôi hận. Lúc tôi cười mẹ còn vui hơn, cả cuộc đời của mẹ là con. Mẹ tôi bước với tôi những bước chân đầu, té tôi đâu mẹ gặp trăm lần. Lúc tôi cần là mẹ bên tôi, lưng khôn rồi ngựa còn trong nôi. Mẹ ơi, con lưng lên giữa một vòng tay, những yêu thương con chưa thiếu một ngày. Lúc vui buồn của một phút con trai, mẹ là cha mà con mơ tìm thấy. Mẹ ơi, bao tháng năm vất vả ngược xuôi cho hôm nay con hát giữa mọi người. Sau ánh đèn còn chỉ có mẹ thôi, cảm ơn mẹ hy sinh cả cuộc đời. Mẹ ơi, con lớn lên giữa một vòng tay, những yêu thương con chưa thiếu một ngày. Lúc vui buồn của một phút con trai, mẹ là cha mà con mơ tìm thấy. Mẹ ơi, bao tháng năm vất vả ngược xuôi cho hôm nay con hát giữa mọi người. Sau ánh đèn còn chỉ có mẹ thôi, cảm ơn mẹ hy sinh cả cuộc đời.